Khi được biết là cha Phương được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Đức Cha Chánh Tòa của giáo phận Kamloops, chúng con rất là hồ hởi và rất là vui mừng vì có một giám mục từ Việt Nam thứ hai tại Canada. Và khi đọc khẩu hiệu của Đức Tân Giáo Mục, đó là khẩu hiệu đứng vững trong Chúa, một khẩu hiệu rất là hay, và tự dưng con có cái cảm giác là như Thánh Thần soi sáng để con viết bản nhạc này để kính tặng Đức Cha. Tuần trước chúng con tham dự tham kết hôn nhân, trên đường đi con đi với cha Vương sang Nguyễn An Ninh và con mở cho cha An Ninh nghe, và cha An Ninh nói thế này: cái khẩu hiệu của Đức Cha Phương không những chỉ cho ngài mà còn cho cả cha An Ninh nữa, vì cho đời linh mục của cha mặc dù cha đã về hưu. Và cha còn nói thêm: không những cho Đức Cha Phương, cho các linh mục, các tu sĩ mà có, để cho cả các bậc sống hôn nhân gia đình nữa. Và cha nói là các người chồng, người vợ, người con cũng cần phải đứng vững bên Chúa để sống có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và sau đây với sự cảm ơn anh Đào và Quý đã cho chúng con hát với chúng con tại nhà này. Trong cơn nguy nan, con vững lòng cậy chân.